Hello, tớ là Sơ Răng nè, cậu là Răng Mai đúng không? Sao biết hay thế? Cậu quên rồi à? Mình đều ở trên cơ thể của cô chủ Vân Vớ Vẩn mà. À, là cậu ở trên và tớ ở dưới đúng không? Chuẩn cơ mẹ đâu rồi? À này, thế sao cậu không ở trong đấy? Cậu ra đi làm gì? Khám quả. Không phải, là do cái thằng đầu chọc ấy. Đầu chọc là thằng nào? Cái thằng đầu chọc mà ngày nào nó cũng đến chỗ mình ấy. Thì cậu có quen nó à? Tớ thân với thằng đấy luôn mà. Ngày nào cũng đến chỗ tớ nhá, rồi nó đến nó cứ đi ra, nó đi vào, đi ra, đi vào. Nó chóng mặt ra, nó nôn hết cả người tớ, cái kinh lắm. Thằng ấy khốn nạn, kinh khủng luôn. Quá khốn nạn. Nôn mặt cậu chứ đủ nhá. Nôn vào tớ cơ. Mà nôn vào mặt cậu nữa. Nôn đầy mặt luôn. Không hiểu rồi, cái thằng ấy nó bị tiền đỉnh ấy. Nó ăn gì mà tóm lại mùi hôi thối, kinh không tởm, khác vi nhổ luôn. Mùi nó không chịu nổi. Tớ không chịu nổi, tớ cũng phải bỏ ra đây đó. Kinh quá. À mà thôi kệ rồi đi, đang nói anh em tự do rồi mà. Tớ đi thôi. Có chơi không đi, bò làm cái gì nữa? Không sợ, tí em quên mất mình có chất rồi. Game quốc tế uy tín số 1 Việt Nam. Hai ba rô vô là chúng. Này, ai là quản lý ở đây? Em ạ. Ở đây mày đã đóng bảo kê chưa? Mày đóng bảo kê chưa? Mày đang ở đây. Dạ, em. Hả? Em chưa. Mày đùa tao à? Mày biết tao là ai không? Thế mày biết bố tao là ai không? Thế bố mày là ai? Mày lại còn hỏi tao là tao hỏi mày là mày biết bố tao là ai không? Thế thôi bán hàng đi. Nhưng mà mày phải cẩn thận tao đấy. Chờ đấy. Mày chờ tao đấy. Tại sao mày không đóng tiền bảo kê cho thằng này? Anh ơi, nó lại còn mang bố nó ra dọa em nữa. Bố mày là ai? Bố mày là ai? Người tao hỏi chúng mày biết bố tao là ai không? Bố nó là ai? Chứ mà bố nó là ai? Tao hỏi mày, mày hỏi tao. Thì em không biết, em mới về em gọi anh. Thế bố mày là ai? Chúng mày dám hỏi lại tao á? Tao hỏi lại chúng mày biết bố tao là ai không? Hay là bố nó làm to, kéo thằng này không động vào đâu. Có khi bố nó gấu anh ạ. Anh để em, anh để em. Mày. Thôi chú làm tiếp nhá. Bán hàng nhá. Thế vậy bố anh là ai mà hai thằng kia sợ anh đấy? Em cũng đang định mở quán bếp kế bên. Có gì hai em mình hỗ trợ nhau. Anh từ bé rồi, anh là mồ côi, anh biết bố anh là ai đâu. Anh hỏi ai người ta không trả lời anh. Mày, nhà mày có bao nhiêu tiền mang hết ra đây? Anh ơi, anh bình tĩnh, em làm gì có tiền. Mày đùa tao à? Nhà mày như thế này mà mày bảo không có tiền à? Mày để tao bắn vỡ sọ mày chứ? Anh ơi, không có tiền nhưng mà có thứ khác được không ạ? Khác là cái gì hả? Dày cái chứ. Tôi không thích cái đấy. Tao chỉ thích tiền thôi. Mang tiền ra đây. Ôi, mày có tiền. Nhưng mà bây giờ ấy, mà em đưa tiền cho anh bắn em thì làm sao? Mày, tao đàng hoàng, tao là cướp mà mày bảo tao đưa lừa mày à? Hả? Làm sao mà tin được cướp hả anh? Ừ. Để không phải. Anh tin được
cướp. Thế bây giờ thế này, tao có khẩu súng này, mày cầm lấy đi, nhắn tin. Tí tao lấy tiền xong rồi tao thả nó ra. Thế bây giờ tiền đâu? Tiền đâu á? Tiền đây này. Chị ơi, có gì sai sai? Ơ chị ơi. Có gì? Ôi chị ơi, chị ơi. Thôi im đi, chồng béo tốt thế kia mà một phút một hai phát đúng không, vô tích sự mà. Chị ơi, chị cướp mất đời trai của em rồi. Thôi mặc quần áo nhanh nhanh rồi biến đi, không người ta lại tưởng nhà chị bán thịt lợn ấy, trông như một phán thịt ấy. Em xin phép ạ. Này, dạ. Về tập luyện cho tốt, lần sau lại đến nhá. Thôi à. Thôi đi nhanh đi. Ôi giời, từ sáng đến giờ có mỗi được một thằng cướp trông như này mày. Anh ăn gì đấy? Nhầm. Bắt chiếc cái động tác của ông Joachim Lớt người Đức ấy. À rồi, ông đấy em không biết. Mục đích chính của em vào đây là để em hỏi anh. Nói thật với anh là em đứng ngoài kia, mà em phải vào đây là để em ngưỡng mộ bộ râu của anh ạ. Bộ râu của anh nó quá tuyệt vời, nó quá đẹp, mà nó đầy sức sống. Mà anh thấy đấy, râu của em nó cứ lún pa lún vun, nó không được như thế. Anh có bí quyết gì anh chia sẻ với em để có bộ râu đẹp này với ạ? Bộ râu của anh á? Vâng. Thường thôi. Dạ. Nhưng mà khối người mà ước ấy. Ôi đúng quá. Đấy. Mà muốn chia sẻ bí quyết gì? Dạ vâng ạ. Bí quyết à? Thực ra thì anh là một cái người rất là may mắn. Wow. Một hôm anh gặp được một ông tiên. Là ông có một bộ râu rất là tuyệt vời. Óng mượt, mịn màng và dài chấm đất. Và anh cầu xin ông là cho anh có một bộ râu bằng phân nửa ông đấy thôi. Và kết quả bây giờ như này đây. Thế mà anh ơi, thế có một vấn đề nhỏ nhỏ nữa. Là anh có thể cho em xin cái địa chỉ của ông tiên ấy để em đến em xin râu được không ạ? Tức là cần địa chỉ đúng không? Vâng ạ. Nói chú này, để có bộ râu đẹp như này ấy, là niềm mơ của nhiều người. Chính xác. Mà chúng muốn biết bí quyết gì? Dạ đúng ạ. Bí quyết thực sự là phải được chia sẻ với nhiều người. Đúng ạ. Rồi, thích xin râu đúng không? Đúng ạ. Chú lên phía núi đôi đằng kia nhá. Đấy. Đằng kia ấy. Là ông tiên ông hay lui tới năn lê bảo tỏa cho. Wow. Em qua đó là sẽ có một bộ râu đẹp. À thế ạ. Ừ. À thế là đến cái núi gặp ông tiên đấy ạ. Đúng rồi. Quyết tâm. Em cảm ơn anh. Em quyết tâm sẽ có bộ râu đẹp như của anh. Thành công. Em đi ạ. Chào anh. Xin râu. Anh ơi, anh nhiều râu. Thật tưởng là anh không nhận ra em à? Nhìn quen. Em là cái thằng mà đợt trước đến gặp anh để xin bí quyết để mọc râu đấy. Rồi. Mà ơi. Lên cho núi đôi đấy đúng không? Đúng. Anh chỉ chú lên núi đôi đúng không? Đây là tình hình này. Đẹp đấy, bộ râu đẹp tuyệt vời, mịn màng này, dài phết này đều. Nhưng mà khổ lắm anh ạ. Bộ râu đẹp còn kêu khổ thì nữa. Đây nhá, em kể cho anh nghe. Em làm đúng theo lịch trình của anh. Em lên núi đôi. Em tìm ông tiên. Rồi. Nhưng mà em đi loanh quanh đến bao nhiêu ngày tháng chả thấy ông tiên đâu cả. Thế là em lại vô tình gặp một bà tiên anh ạ. Đấy, thế xin là... dâu lại gặp bà tiên à? Em cũng ngỏ ý là xin dâu. Phái bảo cũng được. Thế là phái bảo em nhắm mắt vào. Thế là em nhắm mắt. Thế là em cảm thấy như bà quạt cho em hai quạt ấy. Thế là mở mắt ra đã thấy bà biến mất rồi. Từ đấy là dâu em nó mọc được thế này. Đấy, cũng mịn cũng đẹp. Thế nhưng mà khổ một cái, cứ đến đầu tháng mà em lại bị chảy máu cam anh ạ. Không hiểu tại sao. Đấy, thế hôm nay em mới gặp bác để em hỏi là không biết bác có bị chảy máu cam như em không. Cam, dâu đẹp chảy máu cam, tôi thỉnh thoảng chảy nước dãi làm gì chảy máu cam bao giờ. Ê, mày khổ chứ. Mà sao đi xin dâu lại gặp tiên bà nhỉ? Gặp bà tiên gì vậy? Vâng, anh kiểm tra giúp em. Vâng. Nhưng mà anh cho anh phán đoán, bây giờ anh kiểm tra kỹ lại rồi. Vâng. 99%. Vâng. Cái phần này nó rất là giống tóc, nhưng mà nó mọc ở chỗ hiểm hóc. Thì gọi là... Mọc ở chỗ hiểm gọi là... tóc
mọc ở chỗ hiểm hóc. Thì người ta gọi là... gọi là... lông à? Ôi giời, thế là... toàn lông à? Trời khổ rồi, rồi phải cạo thôi. Bệnh nhân tiếp theo. Trời. Chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ khám giúp cho em với em, dạo này em bị tức ngực khó thở bác sĩ ạ. Khó ở? Không, khó thở, không khó ở. Trời, anh ngồi đây cho xem nào. Cứ cứ hết ra anh. Bác sĩ khám cho em với. Anh nghĩ được chưa? Đã rồi ạ. Chết rồi. Bác sĩ bảo gì ạ? Chết rồi. Bác sĩ ơi, sao lại chết ạ? Tôi còn chết thì là chết, tôi còn thế nào nữa? Em... bố mẹ ơi, chứ bảo gì là cho bố mẹ ngày nào. Mà bây giờ người thóc ạ, để tìm người thóc lại. Mẹ sao? Dạ. Mẹ sao đấy? Bác sĩ ơi, em sắp chết rồi. Bác sĩ cho em buồn một chút được không ạ? Chết cái này ạ? Ui ôi ôi, bác sĩ làm em cứ tưởng sợ quá. Thế thì có phải là chết tôi? Chết tôi. Cổng game quốc tế uy tín số 1 Việt Nam. Hai ba rô, vô là chúng. Em đang lạnh à? Vâng ạ. Thế mình vào đây nghỉ nhá. Vâng. Thời tiết thay đổi nhanh em nhỉ? Vâng ạ. À mà này, hôm nay em có món quà muốn tặng em đấy. Quà gì vậy anh? Này, trước khi tặng quà nhá, anh muốn hỏi em một điều. Là em có thích chim không? Eo cái anh này, bậy thế. À, mà em nghe nói là những người béo thường thường chim thụt phải không anh? Thụt à? Đúng là con này nó hơi thụt thật. Eo ơi, thế thì còn làm ăn được gì nữa? À, mà em không thích đùa như thế đâu. Anh đã bảo rồi là anh không đùa mà. Anh muốn tặng em một con chim thật. Con này nhá, nó nhiều lông mà lại còn khỏe đấy. Rồi đấy, em không thích đùa như thế đâu. Ở đây chỗ đông người, anh đùa như vậy em không thích đâu. Anh có đùa đâu, anh nói thật mà. Đây em đưa tay đây, để anh cho em cầm. Cái anh này, tôi đã bảo là tôi không thích như thế rồi. Nói chuyện thì phải nói chuyện cho kín kín một tí chứ. Đây là chỗ đông người, anh bị làm sao đấy? Em ơi. Quay lại. Mình định tặng con chim thật mà. Thế cô nghĩ là chim gì? Mà thôi, đây, thả mày đi này, đấy, bay đi. Bay đi. Bộ tổ mua kính như thằng cắp. Này, mới đâu mà kính nhận chân đi. Bạn ơi, tao muốn có cái này, muốn bạn giúp đấy. Bạn giúp tao đấy. Rồi, nói đi. Tao mới tậu thì con ghẹ. Tao muốn nó đưa đi chơi ấy. Bây giờ sẽ đưa đi đâu? Theo tao ấy thì mày phải đưa nó đi bơi. Lao cặp, mật dạ, xả la, bà khỏe, bạn thân khỉ mẹ gì. Này, mày chưa đều tao đúng không?
mày bảo xui tao đưa nó đi bơi nhá. Bây giờ đến bể bơi bọn tao nó xui xui hết luôn, không làm gì nó thì nào. Nhìn mặt con khôn sao mày ngu thế. Người ta phải dùng cái đầu mày biết suy nghĩ. Người ta nói cho mày nhá, thì đưa em đi bơi thì mày biết được vóc dáng em như nào đúng không? Đưa đi bơi thì mày mới biết được là cái khuôn mặt của em ấy sau khi tẩy trang như thế nào. Cái điều quan trọng ấy là phải vừa dạy em ấy biết bơi. Thì sau này mày tránh được những câu hỏi như là em, nếu mà em và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ chọn ai? Ước mơ. Được, thầy khôn. Này, bạn này vui vui, thầy khôn chết. Cảm ơn thầy bạn nhá, tao đi nhá. Thầy đang nằm mơ, đang ăn chân gà. Có xem bói không? Xem bói à? Thì xem cũng được. Thầy ơi, thầy xem cho con. Cái tháng mơ ngâu này, công việc kinh doanh của con không thuận lợi thầy ạ. Công việc làm ăn bếp bát à? Ừ, thôi được rồi. Thế con nặng gì? Dạ, con nói thật với thầy, chứ con có dùng mạng Viettel. Nhưng mà ế quá thầy ạ, con chuyển sang mạng Vina, thầy em càng ế hơn. Thầy xem cho con, đang dùng mạng nào khách đi cho chuẩn. Mạng nào khách đi cho chuẩn? Ui rồi cái con này. Sáng ra tao đã ấy tao, mẹ còn đến mẹ ám khỏe tao nữa. Thôi đi ra cho đi ra cho cái lên. Đi rồi. Còn cào ve thì lại còn chữ diện. Nào, kiểm tra bài nào. No! Linh, tại sao em chưa làm bài tập về nhà? Em có làm mà, nhưng em làm chưa hết đi. Bài tập tôi giao không nhiều. Thế mà không làm hết. Em biết em học hành như này là bố mẹ em rất là khổ không? Đâu, mẹ em bảo có mắt thầy làm khổ mẹ em ấy. Mẹ em suốt ngày phải thức trắng đêm, chằn chọc, mất ngủ, suy tư vì thầy. Mẹ em nói thế thật à? Vâng, vì thầy giao bài tập nhiều quá nên là mẹ em thức trắng đêm, làm không xuể. Cái gì? Làm bài tập đi. Đến nay là đã được 3-4 ngày rồi đấy. Nhưng mà em vẫn chưa biết được ưu điểm nhược điểm của anh. Anh có thể nói cho em biết được không? Ưu điểm với nhược điểm của anh thì thật ra trước hết ấy, anh là một con người rất là khiêm tốn em ạ. Bên cạnh đấy thì anh không hút thuốc này, anh không uống rượu này, anh không cờ bạc này, anh không gái gú lăng nhăng. Mà cái món ma túy ấy, là cái món anh cực kỳ ghét luôn. Đấy, nhưng mà lẫn vào trong đấy một tí xíu ấy là anh còn cái nhược điểm nó hơi bé mà. Anh có muốn nghe không? Không sao đâu, anh cứ nói đi. Anh nhiều ưu điểm như thế, một nhược điểm thì đã là gì? Anh sẽ tha thứ hết cho anh mà. Thì cái nhược điểm của anh đấy là anh hay nói dối mà. Nhưng mà anh nhiều ưu điểm thế, chỉ mỗi nói dối thì không sai nha. Hiểu hóa ra là những lời anh nói chỉ là nói dối à? Ôi thật không, anh chỉ là... Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng. Alo, ai đây? Alo, ở nhà tao mà đứa nào nghe máy đấy? Tôi là vệ sĩ ạ. Vệ sĩ nào? Nhà tao chả bao giờ thuê vệ sĩ cả. Dạ,
bà chủ vừa thuê tôi sáng nay. Vừa thuê sáng nay? Vâng. À, thế bà chủ đâu rồi? Dạ, bà chủ đang ngủ ông chủ trên gác ạ. Cái này, tao là ông chủ đấy, ông chủ nào đó? Đâu, bà chủ à, cái ông ngủ cùng bà chủ, đấy mới là ông chủ ạ. Được rồi, thế bây giờ mày có muốn kiếm tiền không? Dạ, xin thưa là con đi làm nghệ sĩ cũng để muốn kiếm tiền ấy. Thế mày muốn giàu không? Giàu nữa mày hỏi ngu thế, ai muốn giàu? Bây giờ mày làm theo lời tao, mày có súng chưa? Dạ, bà chủ vừa cấp tôi sáng nay ạ. Được, bây giờ mày cầm súng, mày lên phòng ngủ, mày bắn chết hai đứa cho tao. Ôi, bắn chết á? Tội vạ đâu tao chịu, mày lên làm đi. Bà chủ ngon đấy, bắn chết à? Nhanh. Làm luôn. Thế nào, mày làm xong việc chưa? Đứa chết rồi. Bây giờ mày nghe lời tao. Dạ. Gói hết cái đống xác đấy ném xác hồ bên cạnh nhà ấy. Gói xác ném hồ ạ? À từ từ, ông chủ ơi, tình hình là khu mình làm gì có cái hồ nào ạ? Mày bị ngáo à? Cạnh nhà có cái hồ to đùng cái gì nữa? Không có. Dạ không có, mày khẳng định chắc chắn không? Dám khẳng định với ông chủ là không có cái hồ nào. Thưa bồ mẹ, ôi chết. Mình gọi nhầm số nhá, chào nhá. Ôi trời. Cổng game quốc tế uy tín số 1 Việt Nam. Hai ba rô, vô là chúng. Phải lo, chỉ những ai gọi tên ta thì mới được chiêm ngưỡng thì dung nhan hoàn mỹ này. Ông ơi. Thôi được rồi, khóc đi, khóc đi. Con bao nhiêu kiếp rồi con vẫn hỏi em mà, làm sao để con thoát khỏi kiếp nạn này hả ông? Người muốn thoát khỏi kiếp đỏ đen này à? À đâu, kiếp E3 này à? Được rồi, để ta nghĩ xem. Dậu nghĩ ra rồi, ta có thể giúp con. Nhìn đây. Cái này là gì không? Đây chính là chiếc cung ái tình. Nhờ có nó, con sẽ có ngay một thằng chồng tây to cao đen hôn. Ta tặng con. Mà cái này dùng kiểu gì không? Sao mày ngu thế? Nó là cái cung mà chỉ việc dương lên mà mày bắn thôi mà. Cũng mà ông ngu ấy. Tao ngu chỗ nào? Nếu không có tên thì làm sao mà bắn được? Con này kém, cái cung này là cung... cung này cung ái tình, cung này là cung thần, mà chỉ dương lên thôi là có tên cho mày bắn luôn. Để ông thử, để ông thử. Tôi mày định bắn tao à? Mày bắn tao, tao đã thích mày chứ. Thế thôi, bye bye luôn, thằng cảm ơn nhé. Mẹ bố còn dở.
chúng mày đây rồi, ta sẽ cho đôi mày chia tay. Nó chết rồi. Tại ông ấy. Đưa cái cung lên xem mà. Thôi bỏ mẹ được, cái cung này nó hết đát rồi. Hả? Cung còn có hạn không? Người hết hạn nói gì là cung. Thế con bây giờ con phải làm sao? Đúng rồi. Có một cách. Nếu mày hôn nó một cái thì nó sẽ tỉnh dậy, nhưng mà cái cung này sẽ mất tác dụng. Tưởng gì, hôn thì hôn. Này, bố Vân Điên, mẹ ăn gì mà thối thế? Định ăn thịt đồng loại à? Nó đánh con. Mày là cái đứa đáng bị đánh. Mày ngu lắm, đi bắn mấy thằng thẳng, không bắn thì bắn thằng cong làm cái gì? Con làm sao mà biết được? Nhìn nó xong, nó cũng đẹp dài. Mà thôi, ở cái trần gian này toàn thằng cong, toàn thằng bóng thôi. Tao chịu, tao không làm được gì cả. Thôi, tao đi đây. Kìa, mày bắn bên phải đi kìa cái thằng này. Mày bắn bên phải. Mày ấy. Em đã có lo bên trái rồi. Mày. Úi giời. Này. Hai thằng này đúng đàn là đồ vô tích sự. Lớn bằng tên này rồi mà không đảm bảo chừng lấy vợ. Không đưa ra cái thể thống gì. Lớn bằng tên này rồi mà không đưa ra cái thể thống gì. Mà cả thằng kia. Hai thằng không đeo nổi được một con bồ về cái nhà này. Ồ, về đây cũng mà để bố chén mất à? Bố chén mất à? Đúng rồi. Tao thèm chén của chúng mày, nhá. Đấy, chúng mày ấy quá kém. Kém hơn cả tao. Giời, bố kém. Nó chế bây giờ nhá. Bây giờ chỉ ba bố con mình ra ngoài kia tàn gái xem đứa nào tán được. Bố bốc quét. Bốc quét cho giỏi. Ra ngoài chơi tàn gái. Đi luôn. Đi luôn. Tao mặt này, đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Để tao. Cái này á, cái này phải để con. Cái này để anh. Chào em. Anh có một điều muốn nói với em. Đấy là anh yêu em. Yêu thằng cha này, thằng điên. Cha có nghĩa là bố. Bố có nghĩa là tao. Em nghĩ là anh nói thế hơi thô, anh phải văn vẻ hơn. Văn nó phải nhẹ nhàng, nó phải mềm mại. Nó phải nhẹ nhàng. Anh thử đi. Anh nhìn em. Hôm nay anh thấy trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước trong xanh mà cành lá rung rinh. Lòng anh bồi hồi sao xuyến quá, anh muốn nói với em rằng anh thích em. Thích thằng bố mày. Rõ là ba mặt một lời nhá. Con này nó chẳng thể thẹn tí nào cả. Nó nói luôn là nó yêu bố. Ăn may thôi. Này. Mà anh này. Ơi. Anh có yêu em không? Anh không yêu em thì anh yêu con chó. anh nhầm yêu em. Thế bây giờ giữa 1 tỷ và em thì anh sẽ chọn cái gì? 1 tỷ. Và em.
Làm nào mà chỉ thế. Anh chọn cái gì? Thì anh tất nhiên là anh chọn 1 tỷ. Anh chọn em làm cái gì? Anh không yêu tôi. Đây nhá, anh giải thích cho em hiểu nhá. Nếu mà anh không chọn 1 tỷ ấy, thì lúc đấy thì anh là thằng ngu à? Mà em bảo là em không yêu thằng ngu còn gì nữa. Thế là anh chọn luôn 1 tỷ, anh ăn chơi cho nó sướng. Đằng nào mà chả bị bỏ. Đằng nào cũng bị bỏ. Được rồi, thế tôi bỏ anh luôn, chia tay đi. Nhưng em ơi, anh đang có 1 tỷ đâu. Lại bị bỏ. Vân vớ vẩn à? Cái mặt càng vớ vẩn. Ngồi đây. Cô đặt bàn tọa đây tôi bảo. Ngồi. Vợ này, vợ cho tao hỏi, vợ đi đâu cả đêm qua giờ vợ mới về nhỉ? Em đã bảo với anh từ hôm qua rồi, em ngủ nhà có Linh Lăng Loàn mà. Sao nhà có Linh Lăng Loàn á? Đi dối cha, về rồi chú. Tôi nói cho cô biết nhá, cô ấy, người ta gọi cô là cái loại vớ vẩn ấy, không bao giờ sai đâu. Anh làm sao đấy? Em đã bảo là em ngủ nhà nó mà. Vẫn sang nhà nó ngủ. Lại càng vớ vẩn. Này, tôi nói cho cô biết nhá, người tối qua ngủ nhà con Linh Lăng Loàn ấy là tôi nhá, không phải là... Hóa ra là ăn trả cả đêm hôm qua. Thì tôi cũng đi ăn nem đấy, làm gì được tôi. Vợ đi ăn nem à? Ăn nem ngon hơn mình. À mà này, anh biết ngoài kia có quán bún chả ngon lắm. Vợ chồng mình đi ăn đi. Ăn á? Không đói. Cái loại yếu sinh lý mà còn dài đó. Tên đẹp lắm, tên này. Em này. Em xem nào. Ừ, con tên đẹp lắm. Em nói cái gì đấy? Nguyễn Tùy Anh. Con bảo Tùy Anh mà, tên con Tùy của anh. Sao anh như này? Chị tưởng em bảo tên con là Tùy Anh. Ngủ ai là ngủ? Ngủ hết phần của chó. Sáng giờ ế ẩm thế. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ phận khéo là ghét nhau. Anh, hắn thầy đang nói về vận mệnh vợ chồng mình ấy. Giời, vận mệnh cái gì, nhìn cái ngữ này ấy, chỉ bốc phét kiếm tiền thì làm quái xem được cái gì. Tôi không nói. Quá, em biết từ trước nay anh không mời anh tin vào bói toán rồi mà. Thôi, đi đi đi. Nhưng mà em thích. Thôi, anh chiều em một lần này thôi nhá. Hôm mà em phải cá cược với anh. Anh thích cá gì nào? Hôm nay anh cho em xem. Nhưng mà nếu ông này đoán đúng thì lần sau anh sẽ thỉnh thoảng anh cho em đi xem bói. Được luôn. Thế cơ mà lão này mà nói sai nhá, thì từ nay đừng bao giờ nhắc đến tôi về cái chuyện bói toán nữa nhá. Thì anh cứ thử xem. Đi. Chào thầy ạ. Thầy ạ. Được rồi, thế đặt chẵn đi, đặt lẻ. Thế các con xem gì, Thì tất nhiên chúng con đến đây là đến xem bói thôi thầy ạ. Xem gì? À, đấy thầy chưa biết ngay, ngữ này chỉ có làm tiền thôi chứ còn để xem có tiền lẻ. Thế 10.000 đâu mà dành? 10 cái gì? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tục. Chắc thế. Kính thầy ạ. Bây giờ hai con mới xem gì? Dạ thưa thầy, thầy phán giúp con xem hai vợ chồng con được mấy đứa rồi ạ.
Hai đứa. Ui giời ơi, đây thấy chưa, anh đã bảo rồi, cái ngữ này chỉ có bói vớ vợ bói vẩn ăn tiền thôi. Đi từ 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 từ. Thôi anh từ từ, anh đợi. Thầy ơi, trông con thế này thôi nhưng mà con đẻ 4 đứa rồi đấy thầy ạ. 4 đứa đấy. Ừ, thầy biết là con đẻ 4 đứa, nhà mình có 4 cháu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái chính là thầy đang xem cho ông này, chứ ông này chỉ có 2 đứa thôi. Ê, anh chỉ có 4 đứa. Mà con này chỉ có 2. Tức là thế nào thầy? Cái này thì mày phải hỏi nó. Sao mày nhìn thấy tao mà mày lại tránh nhỉ? Hả? Thật ra là tại vì em mải tập thể dục ạ. Tập thể dục à? Mải tập thể dục ạ. Thế tập thể dục mày đã chào tao chưa? Dạ, em chào anh Mèo ạ. Mày chào tao, mày nhìn đúng giày tao, mày khinh tao không bằng đôi giày à? Nào! Tại vì mắt em bị lé ạ. Mắt em bị lé. Anh nhìn thấy mắt em lé kìa. Tao cũng thấy lé rồi đấy. Mắt em bị lé từ sáng rồi. Mày làm cái gì đấy? Mày làm cái động tác gì đấy? Mày cười đẻo tao à? Mày khinh tao đúng không? Không, mày từ từ. Thật là tại vì sáng á, gió đông ạ. Gió đông thì nên là anh nhéo mồm. Nên thì nhéo mồm. Nhéo mồm à? Vâng, nhéo mồm. Em này, bây giờ anh thấy mắt mày thì lé, mồm mày thì méo, thế thì tao phải đánh mày với cái tội xấu xúc phạm người như em có xúc phạm thì anh đâu mà ra. Em không hiểu sao từ cái hồi chị em lấy chồng anh toàn bắt nạt em làm sao, chứ anh chừa em lắm không à? Không biết à? Em không biết. Thế cái việc đấy mày về mày hỏi lại con chị mày nhá. Tại sao nó lại không lấy tao? Mấy hôm nay chị tiêm vào ti em đau quá rồi. Có khi hôm nay chị tiêm vào phao câu cho em với. Tiêm vào phao câu nha. Khoan chị ơi. Em thắc mắc nhá. Mọi hôm 7 giờ tối chị mới tiêm, thế mà hôm nay 3 giờ chiều nắng vẫn chói chang thế này, chị đã tiêm em là sao ạ? Nhưng mà bình thường 7 giờ tối chúng tôi mới tiêm, nhưng mà hôm nay chúng tôi tiêm sớm để gần bất ngờ cho mấy con vi khuẩn, nó không kịp trở tay. Con vừa đi về đây. Đi vào phòng. Ai chạy đâu này? Con tiêm mà. Đi vào phòng đây. Tôi rất xin lỗi vì đã không quản lý bệnh nhân tốt, gây phiền phức cho anh. Con tuổi gì? Dạ con tuổi con chó thầy ạ. Ôi là chó là khổ như chó là đúng rồi. Nửa đời đầu của con là gặp rất nhiều vận hạn mệnh xui, làm gì cũng bết bát đúng không? Ui sao thầy biết? Ôi thầy nói quá chuẩn. Thầy nói câu nào cũng đúng ạ. Nửa cuộc đời vừa rồi con nó gặp không biết bao nhiêu vận nạn, không biết bao nhiêu khổ cực mà thất bại không biết bao nhiêu lần. Đừng lo, dạ nửa đời sau sẽ đỡ. Nửa đời sau sẽ đỡ ạ? Ừ.
nửa đời sau sẽ đỡ, tức là mình sẽ giàu, mình sẽ có tiền. Con biết ngay mà làm sao mà khổ mãi được. Thế thầy ơi, cái con giàu đến mức nào hả thầy? Thật ra là con khổ mãi thành quen rồi, thế nên là dần dần cảm thấy đỡ thôi con ạ. Cổng game quốc tế uy tín số 1 Việt Nam. Hai ba rô, vô là chúng. Ơ, Mộc, mèo à? Úi dồi, đi đâu đây mà nhìn nè. Úi dồi, này, dạo này nhìn chất quá nhỉ. Úi dồi, xăm này, kinh. Úi, này, dạo này có điều kiện đúng không? Đúng rồi, điều kiện chút. À, thế mày đi đâu đây? Tao đi mua lược. Có lược á? Lược à? Cái nhà mày hết lược à? Lược tao vừa mới gãy một răng rồi. Gãy một răng đã đi luôn mua lược mới rồi. Đúng rồi. Mày hoang phí thế. Như tao là gãy mấy răng tao còn dùng được cơ mà. Mày này, công nhận dạo này nhìn mày đẳng cấp hơn ngày xưa bao nhiêu. Sao? À mà này tao bảo này, có khi ấy mày đang có điều kiện này, mày dùng lược cũng chắc dùng loại xịn đúng không? cái lược xịn cũ của mày mà cái gãy răng ấy. Tao vẫn dùng được đấy. Cho ra đi. Cho mày á? Ơ? Cứ bạn bè tiếp nhau cái lược. Thôi được rồi, để tao cho mày. Anh em lâu cũng gặp tặng quà cái. Ok. Nó vừa gãy mất cái răng cuối cùng luôn. Bây giờ phải đi mua luôn. Dùng cái chạm nhé. Tao mới cầm. Ơ? Ê! Mẹ cái thằng. Điều kiện thế mà dùng cái lược như này bao giờ không? Lần sau sang tao cho cái lược mới nhá. Cái này chắc cũng xịn. Về gắn tầm rồi có khi vẫn dùng được tốt.